Hello, rất là vui được gặp lại các bạn trong cái video ngày hôm nay. Cái video bữa trước thì mình có chia sẻ về cách chúng ta kích rễ hồ điệp, làm sao cho cây nó được khỏe mạnh nhất. Thì bữa nay mình sẽ làm một cái video này để nói về cái cách chúng ta phòng bệnh cho những cây hồ điệp. Thì như các bạn đã biết đấy, hồ điệp là một dòng, nó là dòng công nghiệp nên vì vậy mà nó rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là cái sức đề kháng của nó rất là kém. Nên chúng ta phải thuần một thời gian dài thì các em mới quen được cái môi trường tự nhiên, thì lúc đấy các em mới có thể là tự kháng được những cái bệnh trong môi trường tự nhiên này được. Nên bước đầu chúng ta phải làm sao cho em đấy được một cái lớp bảo vệ rất là tốt, thì hôm nay mình có chia sẻ cho các bạn thấy đấy, cây hồ điệp này mình đã phòng bệnh cho em đấy, nên về vậy mà cái lớp lá của em đấy có một cái màu trắng khác là những cái dòng cây mà mình chưa chưa đây, các bạn nhìn thấy hai cái cây lá nó khác hoàn toàn chưa? Đó thì đây là cái cây như bữa trước mình có chia sẻ với cách kích rễ này, rễ của em đây này. Đó thì bây giờ chúng ta phòng bệnh giống như em này nhé. Chưa, nếu mà hồ điệp nó là cái dòng đơn thân đấy, vì vậy mà nếu mà nó bị bệnh thối thì chúng ta bị cắt lên một hai cái lá này thì nó rất là xấu, rất là mất thẩm mỹ. Còn đâu nếu mà có thể bị nặng là em ấy ăn ăn cụt tới ngọn luôn, cái bệnh gọi là bệnh thối lá thối nhũn rất là quan trọng. Nếu mà những ai mà chơi trồng hồ điệp thì hầu như 90% là phải trải qua cái bệnh này, chúng ta phải đối phó với nó, sống chung với nó luôn nhé. Đây thì đây là cái cây này, em này em chưa có bị bệnh này và cũng chưa có được phòng bệnh. Bây giờ chúng ta sẽ phòng bệnh cho em đấy nhé. Hôm nay mình sẽ lấy hai cái giò, cả giò này nữa. Như này, giò này cái lá của em ấy cũng chưa được có phòng bệnh. Đây các bạn nhìn này, dễ như thế này, đấy. Dễ mới đang bò đi kiếm 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 đồ ăn này. Đấy, hai cái này nhìn cái rồi. Thì cách phòng bệnh của mình rất là đơn giản. Thì thời gian trước mình có phòng bệnh rất là nhiều, nhiều loại lắm, có thể kể ra như là Stanner này, hoặc là Ridomingol này, Fisan này, hoặc là oxy già này, vân vân, rất là nhiều loại phòng bệnh. Nhưng mà hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn cái cách phòng bệnh này nó ngon, bổ rẻ và không có sợ hãi đến đến những tổn thương đến cây nhé. Bởi vì quan điểm của mình là mình thường thường mình hạn chế tối đa nhất cái cách dùng hóa chất, thì rất là đơn giản thôi. Đây đây chính là cách mình phòng bệnh này, đây chính là vôi bột nhá. Vôi bột này là các bạn nên mua cái loại vôi mà vôi nhai trầu ấy, các cụ ngày xưa nhai trầu đấy thì là tốt nhất nhá. Nó dạng giống như hòn đá ấy, sau đó mình tơi ra dạng bộ như này, thành cái dạng bột như thế này nhé. Các bạn có thể là đến những cửa hàng bảo vệ thực vật, hoặc là có thể là các bạn đến chỗ cửa hàng Lan các bạn hỏi mua thì giá khoảng độ 10 ngàn một ký đấy nhé. Thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn phải... Cái này nó rất là quan trọng các bạn ạ. Hoa hoa hay là bông có thể chưa ra lúc này, chưa ra lúc khác, không sao cả. Rễ không ra lúc này, có thể một thời gian sau mình sẽ làm cho nó ra. Nhưng mà đối với bệnh ấy, đối với bệnh thối lá thối nhũn ấy, nó đến nhanh lắm các bạn ạ. À, nó đến nhanh lắm, nó giống như kiểu là một cái dạng, nó giống như là một cái biểu hiện là một cái dấu chấm giống như phọng nước này ở trên lá, nó sẽ loang ra, nó ăn hết trên cây của các bạn. Nếu mà các bạn mà quên nhé, cái cây của bạn nó ăn từ khi phát bệnh cho đến lúc ăn cái hết cái cây này trong vòng khoảng độ 4 5 ngày thôi là cây của các bạn là đi luôn, không biết là chết luôn đấy, không chịu được đâu. Thì đây là cách phòng bệnh của mình là dùng vôi bột và đây là 1 lít nước nhé. Thì thường thường là mình pha theo tỷ lệ, là cái này các bạn không 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 lo lắng đâu. Đây là cái muỗng này, là không phải là muỗng 1 gram nhé, cái muỗng này muỗng tương đương với ở giống như cái muỗng là mình ăn đấy. Mình cho này, một muỗng đầy này, rồi mình cho 2 muỗng 1 gram, à 1 lít nước mình cho khoảng độ 2 muỗng đầy này. Mình xin nhắc lại với các bạn nhé, các bạn đây là cái vôi 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 bột đấy, vôi không phải vôi xây dựng đâu, không phải vôi xây dựng đâu, vôi xây dựng nó không tốt đâu nhé. Rồi 1 lít nước thì thường thường là mình cho khoảng là hai hai cái muỗng
muỗng lớn của người của mình ăn đồ ăn đấy, cái này nó tương đương với khoảng độ là 4 gram trên 1 lít nước nhé. Thì bây giờ là nó dạng này rồi, mình thì mình tâm lý là mình thích cái dạng hơi đục đục một chút xíu. Mình sẽ đổ sang đây vào cái cấn thì mình sẽ để lại, các bạn đừng cho cái cấn này vô, cho vô thì nó sẽ bị làm tắc cái vòi ấy. Thường thường ví dụ như là ở chỗ mình không phải là mùa mưa thì là 1 tháng thì thường thường là mình tưới độ 2 lần, mình tưới khoảng 2 lần nhé. Còn nếu mà là mùa mưa thì các bạn có thể là 1 tháng là tưới 4 lần hoặc là 6 lần. Cứ khi mà sau khi mà mưa đấy, nó rất hay bị dễ biểu hiện cái bệnh đấy, mà nên vì vậy các bạn mà sau khi mưa có thể các bạn phun luôn thì nó sẽ phòng bệnh rất là tốt. Các bạn tưới cả gốc cả lá, kể cả cây của các bạn đang có ngòng thì chúng ta vẫn phải tưới nhé, tưới cái nước vôi này bình thường nhé. Nếu như mà chỗ của các bạn mà mưa nhiều, các bạn có thể là pha đậm đặc hơn một chút, có thể là 1 lít 1 tí nước, các bạn có thể là pha với cả là ba ba muỗng hoặc là 4 muỗng cũng được, không sao. Bởi vì các bạn biết đấy, cái vôi bột nó rất là nó không phải là hóa chất, các bạn nó pha thêm quá tay một chút xíu thì cũng không sợ các cây của các bạn nó bị ảnh hưởng. Các bạn pha có thể là 3 muỗng vừa rồi hoặc là 4 muỗng vừa rồi cũng được, không sao cả. Các bạn cứ phun như thế này này, sau đó là một lúc sau thì cái lá của các bạn nó sẽ có một cái vệt loang màu trắng xịt vào gốc, không sao, xịt khắp cây như này nhé. Cây của chúng ta nó đang lên đẹp như này mà nó bị một thối một cái lá thì rất là buồn. Nếu các bạn phun bình thường thì các bạn phun xong thì nó sẽ động lại trên lá của các bạn có những cái vệt trắng như thế này này, thì nhìn nó sẽ bảo vệ cây rất là tốt. Có thể là chúng ta để cái dạng nước vôi trong cũng được hoặc là nước vôi đục cũng được, hai cái đấy nó giống nhau, không có gì khác nhau cả. Nhưng mà tâm lý của mình thường thường mình thích dùng cái nước vôi hơi đục đục một chút xíu, khi chúng ta phun lên trên lá nó có dạng bột như này, nhìn nó bảo vệ cây của chúng ta sẽ được cứng cáp hơn này đấy. Các bạn đừng lo vào cái trường hợp như thế này nhé, sau khi các bạn mà phun nó đã như thế này rồi thì khoảng độ các bạn tưới nước khoảng độ 3 4 lần sau thì sẽ nó bay đi hết cái này và nó để lại cho chúng ta những cái lá rất là khỏe mạnh, không sợ nhé. Nhiều người cứ bảo rằng là mình phun cái này nó nhiều quá có bị ảnh hưởng đến lá không, mình xin trả lời rằng là không nhé. Các bạn nhìn đây, đấy kỹ này, vôi này, vôi dạng bột nó còn đọng ở trên lá của mình nhiều như thế này mà, đúng không? Các bạn biết đó, vôi nhé, nó còn đuổi được cả ốc bươu vàng, đuổi được cả những cái con đỉa, nó rất là tốt, bón ruộng rất là tốt. Mình thường thường mình khuyến khích các bạn là lên chúng ta là nên dùng nước vôi để phòng bệnh là tốt nhất nhé, đừng nên dùng cái những hóa chất. Và về những cái hóa chất chỉ là trường hợp là bất đắc dĩ thôi, chúng ta không có vôi thì chúng ta mới dùng cái đấy thôi, chứ còn đâu vôi bột là tốt nhất. Các bạn nó có thể là pha quá tay một chút xíu, không sao cả, vôi không sao. Mình như xin nhắc lại là các bạn có thể pha gấp 2 hoặc gấp 3 lần của mình, cây của các bạn cũng không không bao giờ chết đâu nhé. Nhưng mà có đâu nếu mà các bạn mà pha cái phòng bệnh này, mà các bạn mà pha theo ví dụ như là những cái như là Fisan này, Lidomin Gold này đấy, hoặc là những cái Stanner này, những cái mà thuộc dạng hóa chất đấy, các bạn mà pha quá tay chút xíu các bạn phun lên cây thì chắc chắn là cây của các bạn nó sẽ bị chết. Thế nên vì vậy đối với mình nhé, vôi luôn luôn là số 1 các bạn nhé. Các bạn cứ phun thoải mái như này này. Đây mình sẽ phun các bạn xem, 2 cây của mình, 3 cây của mình phun này. Đấy, phun cho hết cái này thôi. Sắp tới mình sẽ ra một cái video về nói về chủ đề đề tài là làm cho cây khỏe mạnh này, rồi cái cách chăm sóc hồ điệp làm sao để cho nó ra hoa quanh năm. Thì các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của mình nhé. Trong lúc chia sẻ mình có điều gì mà có thể là đúng hoặc chưa đúng, nếu mà nó chưa đúng thì các bạn hãy comment phía dưới góp ý giúp mình để mình ra những cái video sau nó sẽ chất lượng hơn và bổ ích cho cộng đồng chuyên lan của chúng ta. Còn đâu nếu mà video của mình nó mà hữu ích đối với bản thân của các bạn đấy, thì mong các bạn hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình và cập nhật những video mới nhất của mình nhé.
Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.